một trong những cái thế sát từ ngoại khí rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người đàn ông tài vận, cái sức khỏe ở trong gia đình. Chào chị các bạn, và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với chị và các bạn một trong những cái thế sát từ ngoại khí của phong thủy, đặc biệt nó rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người đàn ông hay là tài vận, hay là ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe ở trong gia đình. Người ta nói rằng là đối với những trạch đất tỏ bắc hướng nam hoặc những trạch đất tỏ càn hướng tốn, tức là hướng đông nam, nói chung và tại vị trí của phương tây bắc mà nó có bốt điện hay là có trạm BTS hoặc là có trạm thu phát sóng, thì những cái phương đấy nó là tượng trưng cho người đàn ông, tượng trưng cho người cha và tượng trưng cho tương càn, tức là tiếng mạch vào. Không chỉ nói rằng là nhà hướng nam hay là nhà hướng đông nam hay là những căn nhà hướng đông, mà nói chung là ba cái nhà đấy là ba hướng bị ảnh hưởng nhiều nhất, còn hướng khác thì cũng ảnh hưởng không kém. Anh chị nhìn như vậy là như căn nhà tôi đang khảo sát ở đây thì là cái tọa hướng của nó là tọa bắc hướng nam ở độ số 181 độ. Tôi đang đứng ở phần phía tọa của nhà. Vậy thì nhìn ở phía đằng xa, ở phía bên tay phải thì trong nhìn ra, tức là bên tay trái từ ngoài nhìn vào, thì chúng ta nhìn thấy có một cái trạm biến thế, tức là nó là cái trạm điện, và cách cái trạm điện và lệch từ tâm nhà ra, chúng ta nhìn thấy có một cái trạm gọi là trạm BTS. Cái trạm BTS này nó giống như là cái thanh kiếm, như cái chuôi kiếm nó cắm xuống dưới lòng đất ấy, mà nó phát ra những cái quang điện. Và bên cạnh đó thì căn nhà này thì tại vị trí của phương hợi thì nó lại có một cái cột điện rất là lớn, là dòng điện cao thế. Thì cái tượng này nó giống như là cái tượng thiên la địa võng, mà làm cái tượng này thì cái người trạch chủ ở trong nhà ấy, vào những năm tuần mùa tuất thì người ta sẽ có một cái xu hướng là bị bệnh hay bị gặp phải những cái bệnh kinh niên hoặc là gặp những cái bệnh hiểm nghèo. Cái môn điện như thế này thì ngũ hành của nó thuộc hỏa, và phương tây bắc thì ngũ hành nó thuộc kim, mà hỏa kim tương khắc. Cái bệnh liên quan đến máu, liên quan đến huyết, liên quan đến tim thì nó sẽ là những cái bệnh mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thân chủ của cái gia đình. Khi mà tại vị trí của phương tây bắc trong nhà nó là những cái bốt điện hoặc là những cái trạm phát sóng hay là những cái trạm BTS, vì cái điện này nó gây ra do sóng và gây ra do khí, cho nên chúng ta cũng sẽ phải sử dụng các cái biện pháp gây ra do sóng với cả do khí để mà tìm cách hóa giải.